Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải cứu cho chó mẹ bị tức sữa. Các bạn có thể thấy là hai cái bầu sữa của chó mẹ căng và cứng. Và việc chúng ta cần làm là giúp thông tia sữa, vắt sữa đi cho con chó mẹ. Nhưng mà làm thế nào để vắt được nó hiệu quả thì các bạn cùng tham khảo cách làm của chạy chó Rottweiler Gervie. Chó tức sữa thì có nhiều nguyên nhân, và tức sữa làm cho con chó rất là đau đớn và gây sốt và gây viêm. Trường hợp của trại mình thì chó mẹ quá nhiều sữa và cho con bú lạch lại đúng vào ngày có việc bận, cho nên là không kiểm tra vú con chó mẹ sau khi chó con tì xong và còn sót một cái vú là còn nhiều sữa. Thì để mà thông tia sữa thì mình dùng cái cách cả dân gian cả hiện đại, đó là dùng khăn ấm để chườm và xoa bóp. Ngoài cái việc dùng kháng viêm và kháng sinh thì mình phải dùng khăn ấm để chườm và xoa bóp. Phải dùng tay để kiểm tra độ ấm nóng của khăn trước khi xoa cho chó các bạn nhé. Xoa bóp các vị trí bị tức cứng, lưu ý là làm mạnh vừa phải, không làm mạnh quá và cũng không làm nhẹ quá. Làm nhẹ thì nó hiệu quả nó kém, mà làm mạnh quá thì con chó nó sẽ bị đau. Nếu mà các bạn làm vừa phải thì con chó nó sẽ thấy dễ chịu và nó sẽ ngủ ngay. Các bạn phải lưu ý là con chó nó bị tức sữa hoặc là bị tắc sữa hoặc là bị viêm thì nó sẽ bị sốt, nó sẽ rất khó chịu. Mà khi mà mình xoa bóp, mình chườm mà con chó nó ngủ thì tức là cái việc mình xoa bóp, mình chườm nó có hiệu quả ngay lập tức rồi đấy. Khi mà khăn nó nguội thì chúng ta lại châm nước nóng để cho khăn ấm lên và tiếp tục lặp lại cái thao tác chườm và xoa bóp ở khu vực ti bị căng cứng. Việc chườm và xoa bóp nó là một cái việc cần cái sự tỉ mỉ, thì các bạn phải kiên nhẫn nhé. Nó sẽ giúp cho con chó bị tức sữa nó không bị đau ở khu vực ấy nữa, nó dễ chịu hơn rất nhiều, ngoài cái việc nó làm thông sữa. Và mình chườm và xoa bóp nhiều lần cho đến khi cái ấm nước của mình nó nguội thì dừng, bật lại ấm nước để cho nó sôi lại một lần nữa, để sau sẽ làm tiếp một lần nữa. Trong cái thời gian chờ cái nước nó sôi thì mình vắt sữa cho con chó. Đây, các bạn thấy là sau khi mà chườm và xoa bóp thì cái việc vắt sữa nó dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì tuyến sữa nó được thông. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ vắt sữa ở cái vị trí ti bị căng cứng và hai ti xung quanh. Cứ ti nào mà bị ti nào mà gần sát cái khu vực căng cứng thì chúng ta sẽ vắt sữa đi. Còn ti ở sát bên cạnh nhưng mà nó không có dính dáng gì đến khu vực căng cứng thì không cần các bạn nhé. Ở cái vị trí bị tắc sữa, tức sữa chính thì cần làm nhẹ nhàng hơn, massage ở quanh khu vực đầu ti, xoa bóp massage và gọi là ép thôi, không được làm mạnh tay đâu. Trường hợp con chó bị tức sữa mà mình phát hiện được ra sớm khi mà bầu vú nó chưa căng cứng, nó cũng căng nhưng mà nó vẫn còn có độ mềm, thì chườm hai lần nước sôi cộng với này xoa bóp và
vắt sữa đi là mọi thứ sẽ lại trở về bình thường. Ở lần này thì đúng vào cái dịp mà công ty mình tham gia cái hội chợ, cho nên là cho chó con bú xong thì đi luôn mà quên không kiểm tra lại cái một loạt ti của con mẹ. Khi mà về phát hiện ra thì cái ti nó đã căng đến mức cứng rồi. Đây như ở trong video các bạn xem này. Xử lý nó mất công hơn rất nhiều và con chó nó mệt mỏi. Đây là kết quả của 3 ngày hôm sau. Thì đã may mắn là đã giải cứu thành công cho chó mẹ bị tức sữa, tắc sữa và có viêm. Nhìn bầu sữa thì các bạn sẽ thấy là cái bầu vú của con mẹ nó đã bình thường rồi. Và chó mẹ lại tiếp tục cái quá trình nuôi con bằng sữa. Nhìn bầy chó con no say. Các bạn có cách gì nhanh và hiệu quả cho cái trường hợp chó mẹ tức sữa hoặc là tắc sữa hoặc là viêm vú thì cũng chia sẻ nhé. Thông tin chia sẻ của Trại Chó GV mà hữu ích thì các bạn cho Trại lời động viên nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.